10 câu nói hay về sức khỏe khiến bạn phải suy nghĩ. Con người nếu như thiếu sức khỏe thì khó lòng mà làm được mọi việc một cách chu toàn và đầy đủ. Nếu bây giờ bạn còn đang thờ ơ với sức khỏe của mình thì hãy đọc kỹ những câu nói này mỗi ngày. Bạn sẽ nhận ra được nhiều điều hơn, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi chỉ nhờ 5 phút đọc mỗi ngày thôi. Một, có gì cũng được trừ có bệnh, không có gì cũng được trừ không có tiền, thiếu gì cũng được trừ thiếu sức khỏe. Sức khỏe không phải là tất cả, nhưng không có sức khỏe sẽ chẳng có thứ gì. 2. Sai lầm lớn nhất đời người là dùng sức khỏe để đánh đổi lấy những vật ngoài thân. Bi ai lớn nhất đời người là dùng sinh mệnh để đổi lấy phiền não. 3. Lãng phí lớn nhất đời người là dùng tính mạng để giải quyết rắc rối do bản thân mình tạo ra. 3. Người kiếm cớ, vin vào những lý do không có thời gian rèn luyện cơ thể sớm muộn, sẽ phải bỏ thời gian ra để đi chữa bệnh. 4. Tiền bạc khó mua được sức khỏe, nhưng sức khỏe sẽ được tăng cường hơn nhờ tiền bạc. Tiền bạc khó mua được hạnh phúc, nhưng muốn có hạnh phúc buộc phải có sức khỏe. Hạnh phúc của đời người không nằm ở danh lợi mà xuất phát từ sức khỏe. Cơ thể khỏe mạnh không quyết định bởi tiền bạc mà quyết định bởi sự vận động của mỗi con người. Chẳng có một người bạn nào có thể quan trọng hơn sức khỏe, cũng chẳng có một kẻ địch nào đáng sợ hơn bệnh tật. Thay vì đau khổ gặm nhấm nỗi đau do bệnh tật gây ra, hãy đứng dậy vận động để cuộc đời thêm nhiều màu sắc. 5. Tiền bạc, con cái, quyền lực chỉ là nhất thời, vinh quang là của quá khứ, còn sức khỏe sẽ mãi là của bạn. 6. Cái gì cũng có thể không tốt, nhưng tâm trạng không thể không tốt. Cái gì cũng có thể thiếu, nhưng tự tin thì không thể thiếu. Cái gì cũng có thể không cần, nhưng vui vẻ thì bắt buộc phải cần. Cái gì cũng có thể quên, nhưng việc rèn luyện sức khỏe không được phép quên. 7. Người có sức khỏe có hy vọng, và người có hy vọng có tất cả mọi thứ. 8. Sức khỏe không phải là thứ chúng ta có thể mua, tuy nhiên, nó có thể là một tài khoản tiết kiệm cực kỳ giá trị. 9. Người có sức khỏe thì có cả trăm ngàn ước mơ, người không có sức khỏe thì chỉ có một ước mơ duy nhất là sức khỏe. 10. Bạn nên tin rằng món quà quý giá nhất mà bạn có thể tặng cho gia đình bạn và cả thế giới này, đó chính là sức khỏe của bản thân bạn. Sức khỏe vốn là thứ quý nhất của con người, có sức khỏe là có tất cả, luôn là câu nói không bao giờ sai. Vậy nên, việc gìn giữ sức khỏe là điều mà bạn phải ghi nhớ mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký để ủng hộ kênh Sống Khỏe nhé!